Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ dạy các bạn bước giải thứ hai để có thể hoàn thành được khối Rubik 4x4. Đó chính là bước giải cạnh. Và thành bắt đầu vào video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Và nếu các bạn có những ý tưởng gì khác của mình thực hiện, nhớ để lại bên dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Hold up. Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách giải cạnh của Rubik 4x4. Ở đây mình có một ví dụ như thế này. Mình có hai bên cạnh giống nhau ở đây và chúng nó nằm trên một đường thẳng như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng công thức để đưa hai bên cạnh này và ghép chúng thành một cặp cạnh nằm phía bên này. Mình sẽ để Rubik như thế này và làm công thức U nhỏ phẩy R U R phẩy F R phẩy F, R và U nhỏ. Đó. Vậy là mình đã chuyển được hai bên cạnh giống nhau nằm ở hai vị trí thẳng hàng ở đây và đưa nó thành một cặp cạnh nằm ở đây. Nhưng không phải hai bên cạnh nào cùng nằm thẳng hàng như thế này vì chúng ta dùng công thức mà chúng có thể nằm ở những vị trí khác nhau trong Rubik 4x4. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa những bên cạnh đó về vị trí thẳng hàng để chúng ta dùng công thức. Để giúp các bạn có thể thuận tiện hơn trong việc nhận biết các trường hợp của bên cạnh, mình xin ra quy ước như sau. Tính từ trái sang phải, bên này sẽ là số 1, số 2, số 3 và số 4. Tính từ trên xuống dưới, bên này sẽ là số 1, 2, 3 và 4. Tương tự, bên này sẽ là 1, 2, 3, 4. Và để trường hợp đầu tiên, ở trường hợp này sẽ có hai loại. Để loại thứ nhất, ở đoạn này sẽ có một viên cạnh ở đây nằm ở vị trí số 2 bên này. Và bên cạnh còn lại sẽ nằm ở vị trí số 2 trên này. Các bạn cần phải chuyển bên cạnh này sang vị trí ở đây để thẳng hàng ở bên cạnh này. Mình sẽ dùng công thức F, R, F, R. Sau khi dùng công thức thì hai bên cạnh này đã thẳng hàng với nhau như thế này. Sau đó mình sẽ dùng công thức lúc này để đưa chúng thành một cặp cạnh bên này. Đó là U nhỏ phẩy, R, U, R, F, R, F, R. U nhỏ. Sau khi làm xong công thức thì mình đã ghép chúng thành một cặp cạnh phía bên này. Và đây là thứ hai của trường hợp đầu tiên. Ở lần này thì bên cạnh ở đây cùng nằm ở vị trí số 2 bên này, nhưng bên cạnh trên này sẽ nằm ở vị trí số 3. Các bạn cần chuyển bên này xuống đấy để thẳng hàng ở bên này. Mình sẽ dùng công thức R U phẩy R phẩy. Đó, vậy là hai bên này đã thẳng hàng với nhau. Mình sẽ dùng công thức để đưa nó chuyển thành một cặp cạnh ở đây. U nhỏ phẩy R, U, R, F, R, F, R, U nhỏ. Sau khi làm thì mình đã được một cặp cạnh đúng. Và bây giờ mình sẽ được bàn đến với trường hợp số 2. Và đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai cũng sẽ có hai loại. Đây là loại thứ nhất. Ở loại này thì bên cạnh sẽ nằm ở vị trí số 3. Và bên cạnh còn lại sẽ nằm ở vị trí số 2 trên này. Các bạn cần chuyển viên cạnh này xuống vị trí số 3 bên này để thẳng hàng với viên cạnh ở đây. Mình sẽ đặt Rubik thế này và làm công thức R, U, R. Sau khi làm xong thì hai viên cạnh ở đây đã thẳng hàng với nhau. Mình lại dùng công thức để ghép chúng lại thành một cặp cạnh, đó là U nhỏ phẩy, R, U, R, F, R, F, R và U nhỏ. Vậy nên mình đã ghép được hai viên cạnh thành một cặp cạnh như thế này. Và đây là thứ hai của trường hợp thứ hai. Ở lần này thì bên cạnh ở đây cũng sẽ nằm ở vị trí số 3 bên này. Và bên cạnh này sẽ nằm ở vị trí số 3. Các bạn cần chuyển bên này xuống đây để thẳng hàng với bên này. Mình sẽ đặt vị trí này và dùng công thức F, R, F, R. Sau khi làm thì hai bên này đã thẳng hàng với nhau ở đây. Các bạn lại dùng công thức để ghép chúng thành một cặp cạnh. Đó là U nhỏ phẩy, R, U, R, F, F. R, F, F, R, U nhỏ. Vậy là các bạn đã ghép chúng thành một cặp cạnh ở đây. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để đưa hai bên cạnh giống nhau thành một hàng ngang. Rồi sau đó dùng công thức để đưa chúng thành một cặp cạnh. Nhưng có đến 12 cặp cạnh như thế. Một lần giải một cặp cạnh các bạn lại dùng cách giải đó, thì việc giải cạnh của các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì thế, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giải cạnh tiết kiệm thời gian hơn và giúp các bạn rút ngắn thời gian giải cạnh. Dù ở đây mình có hai bên cạnh giống nhau là bên này
và viền này. Theo cách thông thường thì mình sẽ đưa viền này lên đây, rồi dùng công thức để đưa viền này xuống đây để hai bên này thẳng hàng với nhau. Rồi sau đó sẽ dùng công thức để ghép chúng thành một cặp cạnh bên này. Nhưng làm như vậy sẽ rất mất thời gian nên mình sẽ để hai bên cạnh này xoay lên thế này, rồi đưa chúng qua. Khi đưa qua, bên này sẽ được một cặp cạnh đúng nhưng các khối tâm sẽ bị thay đổi. Đó, mình sẽ đưa qua rồi đưa lên thế này. Khi mình đưa lên thì mình sẽ lấy một cặp cạnh sai đưa qua đây, rồi đưa xuống. Đó, trả tâm lại đúng. Vậy là các khối tâm vẫn sẽ đúng như cũ và mình đã hoàn thành được một cặp cạnh ở đây. Sau khi đã ghép được hai bên này và đưa lên trên này, mình tiếp tục làm tương tự với ba cặp cạnh màu trắng còn lại và đưa lên tầng 3. Sau khi đã lấp đầy bốn cặp cạnh màu trắng ở trên này, mình sẽ lật lại như thế này và tiếp tục làm tương tự với bốn cặp cạnh màu vàng. Đó, sau khi đã lấp đầy bốn cặp cạnh màu trắng, màu vàng ở hai mặt này, mình chỉ còn lại bốn cặp cạnh ở đây. Ở đây có hai bên cạnh giống nhau nên xó le như thế này. Bây giờ mình sẽ làm công thức ở như thế này và làm công thức r u r phẩy f r phẩy f phẩy r. Sau khi làm thì viền này ở dưới này sẽ chuyển này và hai bên này là thẳng ngang. Các bạn hãy dùng công thức lúc này đó là u nhỏ phẩy r u r phẩy f r phẩy f phẩy r u nhỏ. Vậy là các bạn đã thêm được một cặp cạnh ở đây. Tiếp tục mình thấy hai bên này nó thẳng hàng như thế này, mình lại dùng công thức đó u nhỏ phẩy r u r phẩy f r phẩy f phẩy r u nhỏ. Sau khi làm mình lại được một cặp cạnh nữa và đây là hai cặp cạnh cuối cùng của mình, chúng xo lê như thế này và mình lại dùng công thức r u r phẩy f r phẩy f phẩy r. Sau khi làm thì hai cặp cạnh là thẳng hàng, mình lại dùng công thức để ghép chúng lại u nhỏ phẩy r u r phẩy f r phẩy f phẩy r và u nhỏ. Vậy là mình đã hoàn thành được 12 cặp cạnh của Rubik 4x4. Ok, vừa rồi thì mình cũng đã dạy các bạn cách để giải cạnh của Rubik 4x4. Nếu bạn còn điều gì còn thắc mắc hay chưa hiểu, cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giúp các bạn giải đáp. Và nếu bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.